Không đi phốt đi cái đó. Rồi sau đấy, đấy bây giờ nó sẽ vào bàn cube nè. Xong rồi mà lúc không phải espresso, chưa là lúc mà chưa về espresso, mà bây giờ mình không phải dùng usadata và phần usadata trước. Mình không phải đặt tên cho cái này ben cam, ok, để cam. Rồi trong đây có rất nhiều cái gọi là mục như gọi là một, nhưng mà có cái phần option này là option control này này. Thì mấy ông sẽ chọn cái phần thứ hai nha, bởi vì là phần thứ hai là slider, còn mấy kia chỉ là nó dùng số thôi. Đấy, thế là mấy ông sẽ chỉnh max lên 500, max 100 nó khá ít thì là tôi dùng. Đấy, cái này mình sẽ dùng angle là góc, không phải angle là góc mà là cái gì tôi quên mẹ đi. Thì bây giờ mấy ông sẽ chọn như cái kia thôi, chọn giống nhau thôi. Thì mấy ông giờ bây giờ vẫn chưa chỉnh được, thì bây giờ vào phần đấy, vào Cinema 4D Tax, rồi vào phần espresso, sau chọn espresso rồi giờ thì ấn chọn kéo dài cái cúp cái band này ra, kéo dài ra, ok đang kéo dài. Đấy, thì mình sẽ ấn phần đỏ này, xong rồi vào phần isodata, chọn band với angle, bỏ hết ra đây. Ok, đây thì vào object properties, rồi chọn angle này với strength, nhắm hai cái ra, rất là dễ ra. Đấy thì bây giờ mấy ông sẽ chọn, mấy ông sẽ cho angle vào với angle, bỏ một phần cao hay nào có xuống thì tôi gặp cái nhà này rồi. Và rồi mình sẽ đổi angle với angle, rất là dễ. Band strength. Đấy, ok, giờ là mấy ông dùng được rồi. Giờ đấy, mấy ông có thể dùng được cái này rồi, không cần dùng band nha. Ok, và mấy ông sẽ chỉ dùng được cái angle kia khi mà mấy ông đã band rồi. Không phải số effect của nó phải không. Và bây giờ mấy ông sẽ có thể mấy ông hide cái band cái đi cho nó dễ nhìn. Bây giờ mấy ông sẽ làm được một layer như cục. Mấy ông đặt tên đây và tên mấy ông được kìa mấy ông. Ok, và để bỏ vào. Rồi thì bam, mấy ông có thể làm được một cái rig, mấy ông có thể làm được, đã có một cái user data band. Ok, và giờ thì nếu mấy ông thích, mấy ông có thể bỏ luôn đấy để cho nó dễ nhìn. Không thích mấy cái espresso, mấy cái nó hiện trên này thì mấy ông bỏ đây nó dễ nhìn. Đấy, tắt đi thì nó, khi mấy ông khóa vào nó sẽ như vậy, còn ấn nó ấn vào cái có hai cái gì nhỉ, hai cái kia thì tôi cũng không gọi tên nào nữa, nhưng mà tôi kể nó đi đấy thì mấy ông chuẩn cho cúc rồi đấy. Và giờ hãy từ test cái kiếm này. Ok, giờ tôi sẽ lấy một kiếm mà tôi đã làm lâu rồi, là kiếm của phim đấy, tôi nhìn này.